Hai cô chú ơi, che chị alo đi, alo cho cô chú coi đi. À, đó alo, nói chuyện đi. À, nói chuyện đi. Ừ, alo cô chú đi. Hai mẹ con sáng nay ăn uống xong xuôi, không có chuyện gì làm. Hai mẹ con nằm ôm nhau thôi cô chú ơi. Alo đi, alo đi. Rồi cho mẹ alo thử coi. Ai nói vậy? Cho mẹ alo đi. Alo. Ừ, ai vậy? Ừ, tôi nè. Ân chay khỏe lắm. Ừ, chay khỏe dữ lắm. Nè nè, nói chuyện nói nha, nói chuyện đó. Nè, nói chuyện đi chay, nói chuyện. Alo, rồi cho cô chú nói chuyện. Rồi đây mẹ alo coi, đưa mẹ alo coi. Cho mẹ đó. Mẹ alo. Alo. Ừ, đang nằm với chay nè. Ừ, vui lắm, nằm vui lắm luôn á. Trời ơi, nó đưa điện thoại nói chuyện vui quá trời vui luôn. Ừ, nói chuyện đó nha, nói chuyện. Alo, alo, chay. vui không? Hả, ai vậy, ai gọi à? Nó vui không? Alo. Ai gọi ai, cô chú gọi con hả? Trời ơi, hay ngáp rồi, mới ngu vậy mà ngáp rồi. Ừ, trời ơi, trong chiếc chiếc chia luôn hả? Đừng bà chia. Đi xuống hả? Đi xuống hả? À, đi. Đi xuống. I love you baby. Đây nè cô chú ơi, chay bây giờ là chay ăn lần đầu tiên chay ăn đu đủ. Không, không phải lần đầu tiên nhưng mà lần đầu tiên chay tự cảm nhận được đu đủ vị như thế nào và tự đòi ăn luôn cô chú ơi. Dữ chưa? Cô chú thấy chay hôm nay dữ chưa? Quá đã luôn này, mày sẵn tay áo lên, ăn tay áo lên. Đúng rồi, trời ơi đu đủ ngon, bá trời ngon luôn cô chú ơi. Ăn đi con, mong mốt cái mẹ mua đu đủ về con ăn nữa nha. Trời ơi con nó ăn kìa. Con nó ăn mà có ai thấy, trời ơi con nó ngốn kìa. Con ăn kiểu đó là người ta chửi đó nghe chay. Người ta chửi là con ăn giống mẹ đó nghe chay. Chết mẹ luôn đây chay nha. Con mà có cái hành động nào của con mà diễn ra là mẹ bị chửi chết luôn nha. Thôi thì con dạy thì cái mang thôi chứ làm sao. Trời đất ơi con ăn kìa, ăn đã đời không. Đây nè con cho cô chú miếng đi, đây nè cho cô chú miếng đi. Ôi trời, rớt rồi đừng ăn miếng này nha. Nhả bậy à, sao nhả bậy à. Ngon không? Ngon không, nói mẹ nghe coi. Ngon không? Ngon không? Sao không nói, không nói chuyện? Cái gì? Cái quần á hả? Để đi. Coi kìa. Trời ơi coi kìa. Ôi ngon quá hả con ha. Thôi, để trên bàn đi chứ đừng có quạt xuống đất làm chi. Đây đưa mẹ. Ờ, đây. Rồi thank you nha. Rồi thank you luôn. Trời ơi con nó dục dớt kìa. Ô nhảy nữa kìa. Baby shark ăn ngon. Baby chay ăn ngon. Baby chay. Trời ơi nãy giờ ăn mấy cục luôn á. Chút đột. Ôi ngọt quá bà chay hả. Hiếm lắm mới mua được chai đu đủ ngon đó chay. Có khi hả đợi nó chín xong cái nó sượng hư luôn. Đu đủ bên đây kỳ lắm. Các bán sống á, cái xong rồi tới nó chín cái là bắt đầu là nó hư luôn rồi. Nè cho cô chú miếng đây. Cho cô chú miếng. Đó, cô chú đó. Trời ơi giỏi ba. Cô chú có ai thấy chay ăn đu đủ mà thèm không ta? Sao nhả? À, thấy chưa, thêm chút nữa là dọn cái đống đó là dọn đuối luôn đó. Nó coi nó đang coi tivi đó cô chú, giờ không có cho coi iPad nữa. Coi iPad. Ê, trời đất ơi nó quẹt vô áo. Coi iPad nó giờ nó ham coi gần của nó, lấy tay để nó quẹt quẹt quẹt, nó kéo cái máy gần xịt lại nó là thôi. Giờ không cho coi iPad nữa. Giờ cho coi tivi. Sao con kỳ cháy, sao con ăn nhả ra vậy? Ăn nó nuốt xong nước là nó nhả ra hả?
No đó, no đó mà cũng vẫn còn hà thèm ăn đó. Nên là ăn xong mới nhả ra. Đó, cho cô chú quá hả? Nhìn là biết liền. Thôi không ăn nữa, thôi nghỉ phẹ. Rồi, thôi nghỉ, giờ bóp vậy là nghỉ rồi đó. Nghỉ, nghỉ, nghỉ. Nghỉ, 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 nghỉ. Không cho ăn nữa, không cho ăn nữa. Rồi, lấy xong miếng ra thôi, nghỉ phẹ đi. Con chơi dễ hả chay? À trời đất ơi. Rồi nghỉ phẹ không cho ăn nữa, mẹ ăn. Mẹ ăn, ồn ồn ngon quá. Thôi, đây nè con nè. Đó, coi được nó không? Coi được không? Thôi, nghỉ đi, nghỉ đi, nghỉ, nghỉ, nghỉ. Nghỉ, 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 chừng nào qua đó rồi bụng mẹ cho ăn nữa, ha. Giờ no rồi. Ừ, cho ăn. Tới chừng nào đó bụng ăn nữa, ha. Nè, cô chào cô chú đi, con chào cô chú đi. Chạy, chạy. Không á, không có thèm nữa thì đừng có ăn. Hello cô chú đây nè. Đúng rồi, đúng rồi. Qua cô chú coi. Qua cô chú coi. Rồi giờ để, bây giờ để mẹ dọn nha. Nó chùi cái tay nó vô cái khăn giấy này luôn rồi nè. Đây nè, mày đưa cho mấy khăn giấy nè, chùi tay đi. Chùi tay đi, chùi tay chùi miệng rồi đi. Chùi miệng chùi tay rồi đi. Trời ơi sạch quá, trời ơi chùi cái miệng sạch ra, chùi tay vậy nè. Chùi nè, đó chùi tay vậy nè. Đúng rồi, đúng chính xác, chúc mừng bạn, đúng rồi. Giỏi quá cái chùi tay vậy đó. Rồi lau bàn đi, lau bàn đi. Ăn xong rồi lau cái chỗ dơ kìa. Thôi cái điện thoại tôi sạch, không có cần lau. Lau bàn đi. Lau bàn đi. Đúng rồi, trời ơi giỏi quá. Trời ơi. Giỏi dữ ta. Trời ơi, lau bên này nữa chay chay, bên đây nữa, dơ bên đây dơ nè, bên đây dơ nè. Bên đây dơ nè, qua đi. Lau đâu làm ở đó không? Hay lau bên đây nè, vậy lau bên đây đi. Nó kỳ kìa, lau nó kỳ luôn đi. Lại lau nó kỳ luôn đi. Đó. À. Thôi, lên này chi. Thôi, đừng lên. Cho nó nè. Coi. Trời ơi, thôi. Con lên làm gì? Lên đây. Rồi. Con chào cô chú chưa? Chào cô chú đây, hai cô chú đây. Rồi đi ra ngoài chơi đó cô chú. Đi ra không? Mở cửa không? À mẹ đi. Hôn mày miếng. Ừ đó. Còn tóc đâu? Tóc quá hả? Nó mũi đâu? Đúng. Mũi hả? Rồi bụng đâu? Bụng đâu? Mũi đó hả? Mũi mẹ đâu? Chỉ mẹ coi mũi mẹ đâu? Ô mơ cho mũi mẹ đó hả? Còn này gì đây? Tóc đâu? Tóc quá hả? Ừ. Ừ trời ơi. Đó là gì? Cái gì? Mắt. Mắt. Miệng. Miệng. Răng đâu? Cô chú đâu? Chỉ cô chú mẹ coi. À cô chú à. Thôi bây giờ mặc đồ này sao đi ra ngoài chơi được. Đó, đập vô. Trời ơi coi kìa. Tóc quá hả? Ừ, tóc lỗ tay đó hả? Ừ, lỗ tay. Tóc quá. Trời ơi coi kìa. Coi kìa. Cô. Đi không? Đi không? Đi phải không? Cô nói cô đi. Chú. Nói chú đi. Đà. Cái gì đà? Cô nói chú. Đà. Chú. Đà. À, chú nào tên Đà? À, chú nào tên Đà? Cô nói đi cô. Chú. Đi chơi. Đi không? Đi. Alo sao? Alo mẹ coi coi. Ủa alo hả? Alo cục 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 đi. Cục 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 đi. Ơi, để ngoài đây nè, nhìn cái hình sáng nè. Rồi đứng xuống đây đi. Đứng xuống đây chơi đi. Lấy sách ra đọc đi, ngồi xuống lấy sách ra đọc đi.
Ngồi xuống lấy sách ra đọc, cái thời gian này là ngồi xuống lấy sách ra đọc được hơn đó, hay là đi chơi đó. Rồi giơ sách ra, đây. Em mày chỉ cho. Rồi đây nè, giơ sách ra nè, My Turtle and Me nè. Mà đọc một cuốn thôi, cuốn nào mình đọc cho một cuốn thôi. My Turtle and Me. Đó, My Turtle goes everywhere with me. Which one? You want this one? I can dance. Yes, Jay can dance. JD, can you dance? Đó, đọc sách đó. Đọc đi, đọc đi. Turtle đâu, con turtle đâu, chỉ mẹ coi. Con này nè, mẹ chỉ con nè, đây nè, cái con này nè. Cái con này là con turtle nè. Mà turtle là con gì? Turtle là con rùa. Ừ. Đâu, đọc sách ra, đọc sách cho mẹ nghe đi. Đọc sách cho mẹ nghe đi. Sao? Sao? Con nói để mẹ đọc cho con nghe phải không? Mẹ đọc cho con nghe nha. Đây nè, lấy cô lấy cuốn sách này ra đi, lấy sách này nè. Rồi lấy cuốn bự làm chi? Đọc cuốn bự không, đọc cuốn nhỏ hả? Đó. Ôm không nổi mà đòi đọc cuốn sách là sao? Ngồi cầm cuốn sách không nổi luôn đó. Đó, té lên té xuống rồi. Đọc đi. Nghe mày đọc sách cho con nghe nha. My turtle goes everywhere with me and I go everywhere with my turtle. Gì? My turtle lights up when we are together. Thấy chưa? Thấy không? Thấy turtle hay không? Turtle light up when we are together. Luôn thấy chưa? Thấy ghê chưa? Rồi vậy đây nữa. Đây nữa. My... Cái gì? My turtle goes down the slide with me. Sao? Sao? Không chịu mày đọc hả? Rồi bây giờ mày lấy chì màu ra cho con vẽ nha. Vẽ chì màu không? Vẽ không? JD, you wanna draw? You wanna draw something? Yeah. Yeah, giờ mày lấy chì màu ra cho con vẽ nha. Dạ mẹ đi. Con nói đi vẽ. Con nói đi vẽ. Vẽ đâu cô chê vẽ chỗ nào đâu chị chỉ cô chú coi rồi. Cái đó chê vẽ đó cô chú, đỏ vẽ vậy đó hả? Đi lấy chì màu nha. Con nói đi màu. Rồi, ừ, đây là mày lấy chì màu vẽ đó, nó biết cuốn sách mình thật vẽ đó, đây mày đi kiếm nha, đây mày kiếm chì màu. Ngồi đó, ngồi im đi nghe chưa? Ngồi im đi không được nhúc nhích đó, đây mày dựng cái máy xuống đây nè, mày cho cô chú ngồi canh trong chay giùm mày giùm nha cô chú. Đó, ngồi đó nghe chưa? Ngồi đó là cô chú canh con đó nghe chưa? Ngồi không được bước xuống nha. Rồi mày đi kiếm chì màu. Ngồi đó. Còn im không? Rồi, có chị nào rồi? Có chị nào rồi, chị ơi? What color? Màu này màu gì đây ta? Màu này màu gì đây? Con nói đi, màu cam. Con nói đi, màu cam. Con ải mẹ chưa? Giỏi, con nói vẽ. Đúng rồi. Vẽ đây. Đó, dữ, giỏi chưa? Vẽ đi, vẽ cho cô chú coi đi. Vẽ một cái thôi, rồi vẽ một cái thôi. Để đầu này, vẽ đầu này. Rồi, vẽ đi. Chị sao? À, nãy giờ nó còn ngồi đó, nó vẽ đó cô chú. Nãy nó mới nằm xuống rồi. Cô chú ơi, chay đang được mẹ chở đi chợ. Xuống rồi, xuống không? Thôi xạo nữa. Đi hả? Đi không? Xạo đó, xạo đó.
Trời ơi, coi sao mặt cái thảo kìa. Sao con xạo dữ vậy? Đó, đó. Cái mặt xạo của nó kìa. Ôi trời trời trời. Xuống không? Xuống không? Xuống à? Rồi xuống. Cục ràng ơi, cục ràng đây đứa nàng nha. Lấy cục ràng, vào. Ôi trời ràng ơi, ràng 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 ràng. Ôi ràng ơi, ràng ơi, ràng ơi. Ui, cục ràng đi đua nhà nha. Ôi, cục ràng đi chơi vui không đó mẹ nè đây. Ràng của mẹ. Cục ràng của mẹ đi chơi vui không? Ôi, trời ơi. Chủ quá. Cục ràng ơi. Em bé ơi, em bé. Em bé của mẹ ơi, bé của mẹ. Em bé của mẹ ơi, bé của mẹ. Rồi, đứng lên. Ôi, trời ơi, ràng không chịu đứng đây đâu. Ôi, ràng nằm 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 quá. Cục ràng nó nóng nẻo quá, rú rú à. Ôi trời ơi, cục ràng. Còn hai cô chú đi, hai Giang mới đi chơi về cô chú ơi. Con Giang đây. Cục ràng của mẹ đây, cục ràng của mẹ đây. Con đàn bá hay thôi, đàn ơi. Đứng lên đi Giang. Giang ơi, Giang đứng lên đi Giang. Giang. Giang mới ngủ dậy, Giang mà Giang mới chắc cà nát trên xe. Hả chơi? Chơi mà đi xe là chơi chắc cà nát dữ lắm cô chú ơi. Chơi lắm. Khoảng 2 tháng luôn mà. Hôm nay lạnh lại rồi. Khoảng 2 tháng luôn hả Giang ha. Mày cởi áo ra cho Giang nha. Ủa trời ơi. Đây ngồi lên đây, lên đây mày cởi giày ra cho Giang nha. Cởi giày ra cho Giang. Một chiếc. Chiếc này là chiếc bên trái. Chiếc này là chiếc bên phải. Đã. Bây giờ Giang đi xuống đây. Thay tả. Giờ phải thay tả rồi. Rồi bây giờ hả Giang bye bye cô chú tại đây nha. Bye bye. Bye bye. Giang gặp lại cô chú vô ngày mai. Cô chú like cái video này. À, cô chú ơi. Cô chú like cái video clip này cho Chay nha cô chú. Để Chay có thêm nhiều cô chú khác biết tới. Với lại Chay nhận được nút bạc sớm sớm nha cô chú nha. Bye bye cô chú đi Chay. Bye bye. Bye bye. Ồ quá. Ồ quá. Ồ quá. Thôi. Ồ than tục trung đàn. Vàng á hả? Vàng đi chợ hả? Thấy hả? Thấy dâu cái là ăn cái miệng dính dâu chưa có chùi luôn. Ok, bye bye.